sông êm đềm, mắt em thầm trao lấp lánh trời sao. Mênh mang dòng sông thắm mát tâm hồn em, lao sao xuồng ghé sóng vỗ, nhịp tràn con tim anh. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu. Ôi những con sông dài mềm dáng em, và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng có sóng xô nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thét gào và bao dòng cuốn trôi những yêu đương hẹn thề hôm nào. Giờ xuồng ghé đứng bơ vơ, có sóng dù mang bao dòng vẫn chưa phù sa ngã thương. Dòng sông hát, dòng sông mơ. Con cứ luôn nhớ lại lúc trước tia đã sống và làm việc ra sao để xưởng đóng ghe tàu nhà mình trở nên danh tiếng nhất vùng. Con ước gì cũng làm được như tía. Con cảm thấy mình quá yếu đuối. Tía ơi, con ước gì mình có được sức mạnh mà tía đã từng có. Đây nè. Có phải ý tía muốn nói tất cả đều xuất phát từ con tim mình? Ừ, con có trái tim rất là nhân hậu. Con cũng nghĩ vậy. Dù có lúc hư, lúc nên, nhưng trái tim con luôn đập vì mọi người. Sông nước, ghe xuồng, con phải yêu thương chúng như chính máu thịt của mình. Nghe Út. Dạ. Tình yêu tuyệt đối linh thánh. Dạ. Đó là tình yêu tuyệt đối, gần như là linh thánh. Đó, anh Chính thấy chưa? Nói tới ghe tàu của vùng này, bây giờ là phải nói tới Tư Hơn. Chứ ai còn dám tới chỗ của ba Rằng mà đặt nữa. Ủa, anh Tính đóng ghe làm gì? Chở vật liệu xây dựng. Thằng Út mở đề bô, làm ăn phát đạt lắm. À, thằng Út gành giỏi lắm đó, tôi rành nó lắm mà. Ủa mà sao chưa cưới vợ cho nó hả anh Chính? Nó có vợ hai con rồi mà. À đúng rồi, tôi quên. Nhìn anh làm việc, tôi cũng nghĩ là anh đã học mỹ thuật. Hai việc đó không giống nhau như cô tưởng đâu. Nếu là tôi đã không cho anh lương khởi điểm. Nếu tôi không xứng đáng thì cô cứ hạ xuống lương học việc, hoặc cho nghỉ luôn cũng được. Thật ra tôi cũng chẳng mê việc này. Anh nên nhớ, nhà ba Rằng chỉ nói tiếng một, và luôn giữ lời. Gì đây? Vậy là sao Tư Hơn? Nước chút xíu mà, không sao đâu, trét lại là ngon lành liền ha. Chính chữ, tôi bắt đầu đóng ghe cho anh được chưa? Không được, tôi không đặt ghe anh đóng đâu, anh thông cảm. Anh nói thiệt hay nói giỡn?
Giỡn là sao? Rõ ràng là anh giỡn. Lần trước anh nói tôi đóng, rồi bây giờ anh nói không là sao? Lần trước tôi chỉ hỏi thăm. Tôi đã đặt đâu, đã ký hợp đồng đâu. Nói vậy tức là đặt đâu, còn gì nữa. Tôi đã chuẩn bị và mua gỗ cho anh. Đừng có giỡn nha. Nói năng đàng hoàng nghe. Anh chuẩn bị gì kệ anh chứ. Nè 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 nè, cà chới với tôi là không được đâu nghe. Nếu anh không để tôi đóng á, tôi sẽ bắt đền anh đó. Nguyên Tý Định. Dạ. Dạ. Lại tao biểu. Dạ. Chuyện gì anh Tư? Chuyện gì vậy anh Tư? Chuyện gì vậy anh Tư? Ba đứa tụi bay đi theo ông Chính Chữ. Nếu thấy ông qua xưởng Ba Rằng, lôi cổ ông về đây cho tao. Dạ. Đi đâu vậy Út Ráng? Cứ đi đi, em cho con cái này hay lắm. Anh còn cái đống công việc kia kìa. Có bà phó chủ đi mà lo gì. Biết gì không? Không. Cái roi đó. Trời, vậy mà cũng lôi anh ra tới đây. Không phải roi thường đâu rồi nha. Roi của ông cố em đó. Tí em gọi là cái roi da bảo. Chú Chính Chữ, chú tới đặt ghê đó. Út nhỏ ơi, út nhỏ, út nhỏ ơi. Chính Chữ, ông Chính. Gì đó? Nhanh nhanh lên coi. Ông không nên vô đây. Từ Hơn không có chuyện này đâu. Đúng đó. Ông chuyện vậy đi. Từ Hơn sẽ mấy chú bám theo tôi hả? Tụi tôi phải đưa ông về bên đó. Để Từ Hơn nói chuyện sòng phẳng với ông. Mấy chú đừng có láo. Tụi tôi chỉ làm theo ý của Từ Hơn thôi. Mấy anh vừa phải thôi. Chú Chính Chữ đáng tuổi trai chú mấy anh chứ bộ. Shhh, im miệng. Không được xíu chuyện này. Ông tự đi hay để tôi lo ông về bản. Mấy chú làm cái gì vậy? Mấy anh không được làm gì vậy? Dừng lại. Thằng này vô đây. Ai biết. Anh Việt, anh Việt. Rút tụi bay. Khéo, khéo tao vậy. Tụi bay nhớ đó, tụi bay không yên với tao đâu. Đừng có hồ, nói cho tụi anh biết. Anh Việt ở đây là trùm mặt rô đó. Tôi muốn ảnh về đây là để bảo kê xưởng đó. Nhớ đó. Có chuyện với tôi hơn hả chú? Ừ. Vậy chú đặt ghe tụi con nóng đi. Út Ráng, cứ để chú tự nhiên. Lúc nãy chú tính ghé coi tụi con làm ăn ra sao. Vậy mời chú vô xưởng. Lúc khác chú ghé. Chú đi nghe. Dạ. Ủa, anh Việt đâu rồi? Ê, bữa nào rảnh bày mấy thứ dở như Việt. Anh Việt, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi muốn cảm ơn anh chuyện hồi chiều. Nhờ có anh mà chú Chính Chữ khỏi bẻ mặt. Và tôi hơn cũng e dè xưởng mình. Tôi có một yêu cầu. Mà không, một lời mời thì đúng hơn. Thì cũng như nhau thôi. Không phải. Trước nay tôi hay bớt chát với anh. Anh có thể làm bảo vệ cho xưởng được không? Nói như Út Ráng là bảo kê đó hả? Dạ, bảo vệ vào ban đêm. Có gì phức tạp không? Dân ở đây thiệt thà lắm. Họ không lấy cắp thứ gì đâu. Vậy thì cần gì bảo vệ? Rào thưa không bỏ trống. Cái chính là đề phòng tụi xì ke và trộm cắp sạc lờ từ xa tới. Tôi không muốn bị gò bó vào ban đêm. Anh đừng lo, ở xưởng đã có một thợ kim bảo vệ. Hai người sẽ thay phiên nhau, bữa trực bữa nghỉ. Tôi sẽ trả cho anh thêm nửa tháng lương. Có nghĩa là anh Việt sẽ lãnh một lương rưỡi. Anh đồng ý không? Đồng ý. Chắc nha. Móc méo nè. Ô, quên. Bắt tay hát. Ha ha ha.
Đó, tụi bay thấy nó chơi mình chưa? Bắt đầu từ hôm nay, ta tuyên bố sẽ tuyên chiến với con út nhỏ với xưởng của bà rằng Tư Hơn này là người lỗi đời rồi. Không lẽ gì tao lại đi thua một con nhỏ mặt còn bún ra sữa? Và lời hứa của Tư Hơn này là xưởng của bà rằng sẽ sụm ba chè. Tụi bay cứ tin anh Tư đi. Vô. Dạ. Còn bị ép cuốn họng không? Hết rồi. Anh Ba nè, đừng có mua thuốc nữa nghe. Tại sao? Em bị đau bụng. Lâu chưa? Bây giờ còn đau không? Khi mua uống thuốc vô bụng mới đau. Thiệt đó. Tao hiểu rồi. Mày không có đau bụng đâu biết gì hết, mà là đau tiền đúng không? Em nói thiệt mà. Còn lâu mới qua mặt được anh nghe anh. Qua mặt gì đâu. Anh ơi, em nhờ anh chút xíu. Thôi, biết rồi. Anh Quân đưa giùm anh Việt để anh mua thuốc. Sao em không đưa? Em ngại anh không nhận. Anh cũng vậy, thằng này nó kỳ lắm. Bạn bè thân dù sao cũng dễ nói hơn. Thôi được, mới đầu anh cứ nói láo là tiền của anh, chắc nó sẽ nhận. Nếu em Việt kẹt, anh nói em một tiếng để em biết nha. Nha, đừng có ngại nha. Ừ. Con đường này đã được phóng tuyến ngày hôm qua, mất đi hai thước nhưng được cái là thành mặt tiền. Bám sát vậy là tốt. Ý bên Tân Tạo sao? Có vẻ như họ sẵn sàng hợp tác làm hạ tầng nếu mình góp đất. Trước khi mình mua được lô đất này, cậu đừng nên nói cho họ biết số mét cụ thể. Tại sao vậy? Nếu họ biết được số mét vuông thì Tân Tạo sẽ lần ra lô đất đó và họ sẽ hớt tay trên của mình. Phải bí mật tuyệt đối. Gọi cho Quyên hả? Không bốc máy à? Không hiểu có chuyện gì mà Quyên tự nhiên im lặng. Tới nhà cũng chẳng thèm gặp. Ủa? Kỳ vậy? Ừ. Cô ta chẳng giống những cô gái khác. Quá bình lặng, quá tinh khiết. Ồ, cô giáo mà. Em đã từng thán phục anh, nên khi biết chuyện đó em cảm thấy rất hụt hẫng. Anh không có ý gì xấu, đó chỉ là sự bốc đồng. Cũng tại vì người đời thường nhìn nhau qua cái vẻ hào nhoáng bên ngoài. Anh quả là ngu ngốc. Anh đã làm gì để họ đuổi việc? Bao nhiêu năm qua anh đã hùng hục làm giàu cho họ. Anh lập công ty mới, anh ra riêng. Cái đó sao gọi là đuổi việc được? Chú Phúc sao rồi Quyên? Bệnh tình chú cứ phập phù hoài. Tội nghiệp. Con cái vậy, cha mẹ sao khỏe mạnh nổi. Anh Hoàng về đi, em còn phải soạn giáo án. Quyên đã bỏ qua cho anh chưa? Hiện tại em cũng chưa có câu trả lời. Rồi bên trong sẽ tự mách bảo cho em biết là mình nên cư xử ra sao.
Anh có lấy tiền luôn không? Từ từ cũng được. Cho thêm măng nè. Cảm ơn nghe. Ừ, anh đi nha. Dạ. Người của tao đốt nhỏ, mày thấy được không? Sao tao hỏi mày không nói? Gì vậy? Là bà chủ rồi ngon quá ha. Thôi đi, bạn bè mà cứ chọc hoài. Cho mày nè, ngon lắm á. Thứ này sao ăn? Cho là phải cho loại nhất cà. Thôi đi, mấy cái này để dành bán. Mày lấy tao để vốn cho. Đúng là đồ trùm sò. Tao đang để dành tiền. Tội nghiệp quá ha. Làm như phải nuôi cha nuôi mẹ không bằng. Tao để dành để nuôi chồng nữa con. Đúng là thứ dại trai không bỏ. Thì ghét. Nguyên. Dạ. Ra tao biểu. Dạ. Có chuyện gì vậy anh Tư? Chuẩn bị qua phá xưởng con út nhỏ. Chừng nào anh? Khuya này. Dạ. Đi. Tại mày mà hư bộ cửa đường hết á. Sao mày đổ thừa tao? Thì hôm bữa đó, đang làm việc với khách hàng ngon lành thì mày gọi điện thoại tới, làm ổng bỏ về. Tao cái chuyện năm đô cho mày nghe mà. Nói vậy chứ mày cứ gọi vô di động cho tao nghe măng. Chi vậy? Gọi cho sớm. Chứ có mấy ai gọi cho tao đâu. Thôi đi, gọi di động mắc tiền lắm. Khỏi lo, hết bao nhiêu tao trả. Được, tao sẽ gọi cho mày suốt ngày luôn. À chà. Anh Tư, bấy nhiêu đủ cho sữa nó ra, cho bụi chưa anh Tư? Cái gì vậy? Xăng A92 em mua về đốt cho nó bốc, cho nó dữ dội. Mày đi rồi hả? Đợi đêm khuya chúng nó ngủ hết, tụi bay lén vô phá ghe nó cho tao. Phá hết xưởng luôn hả? Phá hết xưởng tanh tành luôn phải không? Đồ ngu. Phá một cái thôi, chủ yếu là dằn mặt của út nhỏ. Dạ, tưởng chuyện gì phá con chiếc ghe dễ ợt. Anh Tư đợi em. Khoan đã. Dạ. Sao anh Tư? Cái thằng gì mà bữa hôm quýnh tụi bay đó? Thằng Việt, con Út gán nói á, nó là chùm mặt rô, bảo vệ cho xưởng á bển á, hình như nó ở Sài Gòn về. Chắc không? Không biết. Phải theo dõi thằng đó, coi khuya nay nó có ngủ lại ở xưởng không. Nếu nó ngủ lại ở xưởng thì sao anh? Thì chờ đêm khác hành động. Dạ. Thôi đi đi. Dạ. Cái nữa tiếng. Thôi ngủ anh hai ơi, khuya rồi. Hết khúc này rồi ngủ mày. Vô. Vô mày. Uống đi. Anh hai em. Uống đi. Nhiều ẹt. Hay lắm. Nó nhậu nhậu dữ gì rồi mày. Không biết mày nhậu vai lắm hả? Chắc nó nhậu tới sáng luôn. Cái nữa à. Hay là mình vô chơi luôn hai thằng. Đừng ngu, đừng có hấp tấp. Ai ngu, giọng mày giờ. Uống đây. Một ly nữa thôi mày. Em không biết uống, nãy giờ 5-6 ly rồi đó. Vẫn ẹt. Vậy mà mày đặt sinh ra ở miền Tây. Chiều giờ tao 4-5 cử rồi nghe mày. Chán được quá. Mà ngậy. Dốc hết tình này ta trả nợ đâu. Dốc hết tình này ta trả nợ rồi. Trả hết tình ta còn nợ tình xa. Lên. Thôi, tí đừng ra nữa, sắp tới giờ tiêm thuốc rồi đó. Cứ ra đi.
Đi. Cái ghe của tôi, lần đầu tiên tôi được giao phụ trách cái ghe. Cây công này chỉ vì thằng Quý cắt sai nửa phân mà tôi đã chửi nó. Lẽ ra hồi tối anh phải có mặt ở đây. Anh đừng tự trách mình, em anh bị bệnh nên anh mới đổi ca chứ. Ca trực của anh, anh có lỗi. Tôi hơn đã muốn làm thì không đêm này cũng đêm khác. Mình phải kiện Tư Hơn ra tòa. Đúng đúng, phải làm cho Tư Hơn bẻ mặt. Không được, mình chỉ có mỗi một nhân chứng, lại là người của mình. Tư Hơn sẽ bù lô bù la rằng mình vu khống ổng. Đúng, coi chừng mắc lừa Tư Hơn. Thôi vậy, Tư Hơn chơi mình chơi lại. Ông chơi lén mình chơi lén ổng. Có dai có trả. Út nhỏ thấy sao? Ai muốn đi giơ tay lên để em tính. Tôi sẽ lập kế hoạch để em hành động. Khoan đã, đau lắm nhưng chỉ vay trả ân tình. Dạ. Không vay trả oan hận. Dạ. Tiêu công đánh lén. Dạ. Sẽ không có gì xảy ra đâu Tiêu. Sử Tư Hơn ở đâu? Gần cầu Rạch Lá. Mày đi đâu vậy? Ê thằng kia, mày đâu vậy mày? Mày điếc hả? Tụi tao hỏi xong trả lời. Mày muốn gì? Dẫn chơi hả? Thằng này nó điên chắc. Vô kia anh Tư. Thằng kia, đứng lại mày. Ê, ê, ê. Hơn đâu? Mày chờ anh tí anh ra bây giờ. Anh Việt đâu rồi? Nãy giờ chẳng thấy nó. Kỳ thiệt. Hình như anh qua xưởng Tư Hơn á. Sao anh biết? Lúc nãy con nghe anh hỏi anh tí xưởng Tư Hơn ở đâu.
Tôi chết rồi. Nói đó anh Tự. Chú Việt hả? Tôi có nghe nói về chú. Chẳng hay có việc gì mà chú muốn gặp Tư Hơn vậy? Chiếc ghe này bằng đúng chiếc ghe bị phá tối hôm qua. Ê, mày muốn làm gì vậy mày? Cho tao một cây búa. Tụi bay để búa đâu rồi? Hả? Ở đâu? Mày sao không mày? Trời ơi, sao mày vậy anh Tư? Để tôi em dọn nó. Anh khỏi lo. Cứ để kệ nó. Alo, Tư Hơn đây. Út nhỏ đây. Có anh Việt ở đó không chú? Có, cô No ở đây. Chú cho tôi nói chuyện với anh Việt. Chờ một chút. Mày á, tao nói hoài à, cẩn thận chút đi. Nói chuyện với con Út nhỏ nè. Mày nên nói chuyện với nó. Giải tán tụi bay, đi làm tiếp đi. Chú Tư, tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường cho chú. Cô Út tử tế quá, có gì đâu, coi như một điều. Chú Việt, chú Việt, chú bản lãnh lắm. Tôi muốn hỏi Út nhỏ trả chú bao nhiêu. Tôi sẵn sàng trả gấp đôi để chú về đây bảo kê cho tôi. Đó là tôi ốm vậy thôi, còn chú cứ về suy nghĩ. Hoặc là chú muốn bao nhiêu thì cứ nói. Tư Hơn này không có tiếc. Ông làm được. Tôi không phải dân bảo kê. Anh Tư không cản anh là tao chớp rồi. Sao anh Tư để cho nó chơi trước mặt mình vậy? Chứ tụi bay muốn làm ầm ĩ cho thiên hạ súng tới hả? Mà tướng tụi bay thì làm gì được nó.
Em không ngờ là anh Việt lại gây ra chuyện đó. Đừng có nói với em là vì tối hôm qua anh không trực nên anh chuộc lỗi. Chỉ một phần, em đau 10 thì anh cũng đau 6. Vậy chứ anh không nghe tí em dặn hả? Tí nói với em chứ đâu có nói với anh. Tí nói với em nhưng cũng coi như dặn chừng cả xưởng. Thì cứ cho là vậy. Nhưng tí em có dặn không được đánh lén sau lưng. Anh đâu có đánh lén. Anh chỉ giỏi biện hộ thôi. Nếu bỏ qua những lý lẽ thì việc trả miếng tư hơn rõ ràng cũng khiến em thỏa mãn. Lúc sáng thì có thể, nhưng sau khi tí em dặn, em đã nghĩ khác. Em không hề cảm thấy thỏa mãn chút nào. Phá nát cái ghe đó thì có lợi gì? Nhưng dù sao cũng là một điều. Như vậy chỉ chuốc thêm thù oán. Khoan đã, dù sao anh cũng là thợ của xưởng và em là sếp của anh. Từ nay những gì liên quan tới xưởng anh không được tự ý hành động. Anh Việt, anh hứa đi. Em muốn anh hứa rõ ràng. Anh hứa. Cảm ơn. Lẽ ra phải cho anh Việt mức lương lành nghề chứ không phải là lương khởi điểm. Út nhỏ đang còn đòi hạ xuống lương học việc kìa. Sao ngồi đây dai vậy Út Ráng? Ngồi tới chừng nào anh Việt kể chuyện bên xưởng Tư Hơn lúc sáng mới thôi. Nếu vậy thì cái việc ngồi đây tới tối. Em đâu có ngán đâu. Ủa, anh Hoàng làm gì đây ta? Nếu con chưa muốn nghỉ dạy luôn thì xin tạm nghỉ không lương một thời gian, con thấy sao? Để con suy nghĩ thêm đã. Alo. Anh đang làm gì ở bệnh viện vậy? Sao em biết? Thì em đang ở bệnh viện nè. Anh đi thăm một người quen. Khoa nào vậy? Hình như khoa nội. Em cũng đang tới đó nè. Gặp nhau sao nha. Thôi chú nằm nghỉ nha, anh đi nha. Anh giúp em chờ chú uống thuốc chút xíu được không? Từ từ thôi anh. Ráng đi chú, ráng chút xíu nữa. Chị ơi, phòng 209 ở đâu vậy? Dạ chị đi thẳng, quẹo tay trái là tới. Cảm ơn chị. Thôi chú nằm nghỉ nha, anh đi đã. Dạ phiền anh quá. Có gì đâu. Ủa anh đi đâu vậy? Anh có chuyện gấp lắm. Vô thăm gì em đã, nhớ gì Sáu không? Dạ nhớ, nhưng anh không thể nán thêm được. Lúc khác đi mà, vụ đất bên quận 9 đang thì sao? Anh đi ha. Có gì phô tranh nha. Ủa, phòng 209 ở đâu ta? Thôi, chú ngủ nha. Thanh ơi Thanh, chị ở đây nè. Dạ. Công việc của anh hả? Vẫn tốt, anh đang có những dự án lớn. Chú Phúc sao rồi Quyên? Tội nghiệp ổng quá. Mai là ổng còn có em, một cô cháu gái đoan trang, một cô giáo dịu dàng. Đúng. Quyên nè, anh tính tan trường sẽ qua em rồi mình cùng đi thăm chú Phúc. Anh hiểu. Thanh,
Em tới bao giờ? Mùi quá ha. Alo, anh còn nghe đó không? Alo. À, anh có chuyện riêng chút xíu, gặp nhau sau ha. Dạ, chào anh. Sao bữa nay em lại ghé đây? Ghé đây không được sao? Đây là nơi làm việc. Làm việc hay tán tỉnh? Lúc nãy thấy em, anh đã phát quản lên. Quản gì? Anh chỉ hơi bất ngờ. Em có tật chưa gì đã lồng lộn lên rồi. Vậy nên anh mới đi kiếm một cô giáo dịu dàng chứ gì. Có phải hôm bữa anh dắt cô Nguyên để tới phòng trà không? Tào lao, phòng trà nào? Em hỏi vậy, không phải thì thôi. Đó, thấy chưa? Toàn là phỏng đoán, nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc, cô Nguyên đó là ai? Khách hàng, đơn giản vậy thôi. Em ngán mấy khách hàng nữ của anh quá. Nói thiệt, nếu có điều gì khuất tất, anh không giấu em hoài được đâu. Ký vô đây. Anh Bình. Rồi, ký giùm. Đây nè. Qua, biểu ơi. Gì vậy anh hai? Ngộ nhậu. Em lỡ hẹn với đám bạn rồi. Tào lao. Mỗi lần lãnh lương tụ tập bạn bè nhậu 300-400 ngàn. Ngồi đây nhậu với tụi tao nhậu không tốn tiền. Lương đem về cho má mày. Ngồi xuống. Vô làm mày đi. Trừ 500 ngàn tiền ứng thì còn bao nhiêu nè? Dạ. Dạ đây. Đã rồi, vô. 2, 3. Biên cương ta lời tù hàng em tân. Anh Việt mới lãnh lương hả? 30 kem đó nghe. Chị Hai Quyền lộn rồi. Lộn gì? Chỉ trừ có 500 ngàn tiền ứng, lẽ ra phải trừ nhiều hơn chứ. Nhớ em ứng thêm cho anh không? Đúng không? Không có sao đâu, anh cứ về đi. Cái đó tính sau cũng được mà. Tính sau là sao? Đã nói là tính sau mà. Về đi, về đi. Ê, ê. Cái gì mà giấm như dúi vậy? Không có chuyện gì đâu nhỏ. Chỉ là chuyện tính lộn tiền lương thôi à. Có lộn gì đâu. Trừ anh 500 tiền ứng là đúng rồi. Nhưng Út ráng để ứng thêm cho anh 300 nữa. Sao? Út ráng ứng cho anh hồi nào? Ủa, em quên rồi hả? Em bị Út ráng qua đưa cho anh mà. Nhớ không? À, Út ráng này ngon hen. Dám qua mặt chị đưa tiền riêng cho ảnh nghe. Tại em thấy anh kẹt chứ bộ. Vậy mà nói láo, lấy 300 ngàn đi mua sắm. Cái nhà mới lòi mặt chuột. Vậy là rõ rồi, anh Việt hen. Còn nữa mà. Còn gì? Còn 300 ngàn Út nhỏ ứng cho anh nữa làm chi? Ủa, sao anh Việt biết? Thằng Quân nói. Trời, đã dặn anh Quân giữ kín rồi mà cứ. À, giấu em. Dám đưa tiền cho anh Việt nghiêng. Cũng tại thấy anh kẹt chứ bộ. Vậy sao nãy la tôi? Hả? Mình muốn kẹt mà lan khác nào. Đại hả? Cha em cũng vậy chứ bộ. Thôi nha. Hả? Thank you.
Đồng ý. Chắc nghe, móc ngéo nè. Quên, bắt tay hết. Không học bài đi ráng. Là giải biếm quà bậy bạ nữa phải không? Không dám đâu. Vậy thì đưa coi. Không. Đưa đây. Đưa chị coi không. Nè. Đưa đây. Mệt quá. Chứ không vẽ đâu mà. Không vẽ lấy bút chì làm gì? Thì buông tay chị ra đi, chị hứa mà. Gì vậy? Giống không? Yeah. Dòng sông êm đềm, mắt em thầm trao, lấp lánh trời sao. Yêu em mà sao dây đất con xuồng trôi, thương anh vì đâu cứ nỡ đọa đầy sông quanh con. Lòng em khát cháy những nỗi niềm yêu, như cánh buồm khao khát, khao khát cuồng phong. Ngờ đâu anh đến gió lòng cánh buồm yêu. Ôi những con sông dài hoài lãng du. Và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm ba sóng xô nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thét gào và bão giông cuốn trôi, những yêu đương hẹn thề hôm nào. Giờ xuồng ghé nước bơ vơ, có sóng dù mang bão giông vẫn chưa phù sa. Dòng sông hát, dòng sông mãi.